Hi, chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của channel Thánh 100. Chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Các bạn ơi, hơn một tuần qua tôi không có ra clip cho mọi người xem. Hôm nay tôi sẽ làm một clip cho mọi người thưởng thức nha. Một tuần qua trời nó cứ mưa gió hồi nên tôi không có ra clip được. Hôm nay trời nó nắng lại rồi nên tôi quyết định làm clip. Bạn xem clip của tôi nhớ bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm clip đi tham quan một nơi tráng bánh tráng. Bánh tráng ở tôi gọi là bánh tráng nhưng mà nơi khác ở miền Bắc thì hình như gọi là bánh đa. Các bạn hãy theo dõi clip của tôi nha. Vâng, đây là một cái máy xay bột nha các bạn. Ngày xưa là người ta dùng cối đá để xay, bây giờ người ta đã dùng máy xay điện nha các bạn. Đây là bột sau khi đã xay xong nha các bạn. Ông chủ nhà đang cào hết cái phần bột còn sót lại trong máy. Và đây là phần bột sau khi đã xay xong. Chờ cho bột nó lóng xuống, nó lóng hết nước rồi mới tráng được nha các bạn, mới tráng bánh được. Rồi bây giờ sẽ tới công đoạn là tráng bánh nha các bạn. Bột bánh gồm có mè, tiêu, một ít vị tinh để cho nó ngọt nha các bạn. Cô này có tay nghề tráng bánh chắc cũng hơn 30 năm rồi các bạn. Nên cô tráng cái bánh rất là đều, rất là tròn luôn. Bánh nó rất là đều chứ không phải là chỗ dày, chỗ mỏng nha các bạn. Và đặc biệt là rất là tròn luôn. Đây là cái lò của cô, cái lò này được xây bằng xi măng nha các bạn. Ngày xưa thì người ta dùng đất để làm thành lò, nhưng mà bây giờ người ta đã cải tiến là làm bằng xi măng. Mấy cái bánh của cô đốt ra rất là ngon luôn các bạn ơi. Vật liệu đốt chủ yếu là tráo nha các bạn. Tráo là cái vỏ tráo trong hạt lúa người ta xay ra nha các bạn. Cái khung mà cô để tráng bánh là một cái nồi bằng đồng nha các bạn. Nó được bọc bởi một miếng vải. Bọc phía trên là một miếng vải nha các bạn. Cô niềm thêm mấy viên gạch để cho miếng vải nó căng ra cho tráng nó ok hơn nha các bạn. Và đây là cái lò của cô được xây rất là kiên cố. Phần ống khói được đưa ra ngoài trời nha các bạn. Bây giờ người ta cũng ít làm cái nghề này lắm các bạn ơi. Đa số là đều bỏ nghề hết. Còn cô này gắn bó với nghề này cũng rất là tâm huyết với nghề này luôn. Dù cho thời gian có qua đi rất là lâu nhưng cô vẫn cố gắng giữ gìn cái nghề. Sau khi tráng xong một mẻ thì cô sẽ sắp xếp lại cho nó ngăn nắp, cho nó khỏi bị cái bánh nó khỏi nhăn, rồi sẽ đem ra phơi nha các bạn. Đây là cái dàn phơi của cô. Mới sớm tôi đã tới nhà cô nên cô mới tráng được có mấy dĩa bánh đầu tiên thôi. Đây là mấy con gà nhà cô, gà thả vườn rất là ngon luôn các bạn ơi.
cái dàn phía sau nhà cô đã hết chỗ nên cô đem ra trước đường để phơi nha các bạn. Các bạn xem clip của tôi nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip tiếp theo của tôi. Bye bye các bạn nha.